Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con thấy chú Tư cầm mic, sao không nghe chú Tư nói chuyện? Dạ em con xin kính lễ đạo tràng và kính chào hết quý chú, quý cô bác cùng anh chị em đồng đạo thân thương. Để mở đầu vào chương trình sinh hoạt của bữa trưa hôm nay, con xin cung kính đọc lại tám điều răn cấm, tức là lời khuyên bổn đạo. Mình kính mời chư quý vị cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Lời khuyên bổn đạo: khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình làm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm. Phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng. Phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau. Hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chinh dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và su phụng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền, vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi diêm vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường, đói rách, tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặn trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng, mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo Pháp thường hay dung giới quan, xếp người cho tội, xếp thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thơ, ta thứ được người, người thứ ta. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con xin tạm dừng nơi đây. Kính chúc đạo tràng bắt đầu một buổi sinh hoạt rất là lợi lạc, an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, em kính trả mic cho chị Ninh Kiều ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa chú Tư, sở dĩ con không dám đưa tay tại vì con mới ngâm tắm vừa răng cắm vừa xong. Thành ra con muốn nhường cơ hội cho mấy chị em khác. Nhưng mà thấy không ai xung phong thì có sự đề nghị của quý đồng đạo thì con cũng xin diễn ngâm tiếp. Dạ, kính mời chư quý đồng đạo
Nghe lại lời châu ngọc của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Trước đà dõi gót theo thầy nương Phật cành vui dày xem hồi hồi lâu quang lâu quang tiếng Phật đau ta bàn lừa lòng con lành diệt quỷ ma. Nếu mãi mê mang mùi tục lụy linh hồn chìm đắm quý thì khá làm
từ bi giúp đời. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con vừa đọc xong bài thi văn của Đức Thầy. Dạ, con xin kính trả biết. Nam mô A Di Đà Phật. Và trước đó thì xin cảm ơn cái người mà tất cả đều là đêm. Đêm là tất cả hay là tất cả đều đêm cũng vậy, ngâm rất là hay. Thì kính thưa quý vị, cho nên bữa nay tôi cũng xin phép này đi theo con đường của anh Tịnh Thiền, là chúng tôi sẽ chia sẻ cái bài mà tôi rất là tâm đắc, là tại vì cái bài này nó có dính dáng tới 8 điều răn cấm hồi nãy giờ mà chúng ta đọc á. Đó là cái bài Thức Tỉnh Một Nữ Tín Đồ ở Bạc Liêu. Nếu quý vị nào mà đã từng nghe thì xin nghe lại, và quý vị nào mà mới nghe thì nghe xong rồi thì xin bổ túc để cho cái đề tài nó được phong phú hơn. Vì cái này đó tôi nghĩ là không phải Đức Thầy cho riêng một người, mà là tất cả chúng ta đều có cái trong này, hình như Đức Thầy đã dạy chung tới tất cả tín đồ, phải không? Thì kính thưa quý vị, với cái đề tài là Thức Tỉnh Một Nữ Tín Đồ này đó, cái tựa nó không phải không có nằm trong cái ngoặc kép, mà khi mà Đức Thầy sáng tác là vào năm Ngọ, tức năm 1942 ở tại Bạc Liêu. Lúc mà Đức Thầy cư ngụ tại Bạc Liêu đó, thì có một trong đó có những cái tín đồ mà đã từng quy y, mà hình như là cái người này không có giữ đúng cái quy luật, cho nên Đức Thầy muốn dùng cái người này để mà nhắc nhở chung cho tất cả chúng ta. Và cái tựa này thì Đức Thầy cho cái thơ, cho cái bài thơ này, nhưng mà lại không có không có để cái tựa. Thành ra là cái tựa này chính là ban kết tập lúc bây giờ mới là rút ra cái nội dung và đặt cho cái tên cái tựa đó là Thức Tỉnh Một Nữ Tín Đồ. Kính thưa quý vị, trong cái bài thơ này đó, Đức Thầy gồm có 4 cái bài thơ tứ tuyệt. Sau đó thì Đức Thầy chuyển thành một cái bài thơ mới, rồi sau cùng lại chấm dứt bằng 2 câu lục bát. Thì tôi xin bắt đầu chia sẻ theo cái sự hiểu biết của tôi cái bài này. Đức Thầy mở đầu là trót đã quy y giữa Phật đài. Bằng cái chữ trót, trót đã quy y giữa Phật đài. Trót những là cái gì mình đã làm rồi, mình đã thực hành hay là mình làm một cái hành động gì rồi, nó gọi là trót. Trót đã quy y giữa Phật đài, tức là đây là một cái người mà khi mà mình muốn trở thành Phật tử hay là mình muốn trở thành một người tín đồ thì thường thường á là có phải có cái lễ quy y. Bên chùa thì cũng có lễ quy y, rồi bên giáo hội, bên Phật giáo Hảo cũng có cái lễ quy y. Thì quy y đó, trong khi mà mình đã thành cái lễ quy y, thì quy y tức là mình hứa là mình quy y là gì? Quy y tức là nói cho nó đủ là tam quy. Và tam quy tức là ba, mình quy về ba cái mối, đó là Phật, Pháp, Tăng, tức là tam quy. Mà nếu mà cái chữ mà Phật, Pháp, Tăng mà mình hiểu đúng nghĩa hơn đó, thì cái Phật á, tức là mình quy y cái giác. Rồi mình Pháp á, là mình quy y chánh. Và Tăng là mình quy y tịnh. Tức là Phật, Pháp, Tăng, nếu mà nói về tướng đó là Phật, Pháp, Tăng. Nếu mà nói về tánh thì đó là giác, chánh và tịnh. Mà thành ra là khi mà chúng ta đã quy y rồi đó, mà chúng ta còn làm những, còn mê muội. Thứ nhất là mê muội, thứ hai là mình làm những cái điều không phải, thứ ba là mình không chưa được thanh tịnh, tức là cái người đó chưa có hành xử trọn vẹn, chưa có hành đúng theo cái ý nghĩa mà của cái lễ quy y, cái tam quy của mình. Thì chẳng hạn như bây giờ trong cái lễ quy y ở bên chùa, bên Phật tử đó, thì người ta gọi là tam quy, mà quy y thì giữ ngũ giới, sát sanh, đạo tặc, tà dâm, ẩm tửu, vọng ngữ. Còn cái quy y bên đây đó thì chúng ta đọc cái bài cúi kính dân hương trước cửu quyền, cầu trên thất tổ chứng lòng thiền, nay con tỉnh ngộ quy y Phật, chí dốc tu hành tạo phước duyên.
Tu Hiền Tạo Phước Duyên chẳng hạn đó. Rồi sau đó thì chúng ta đọc tiếp tục nữa, thì trong đó đó, nay con tỉnh ngộ quy y Phật chí dốc Tu Hiền Tạo Phước Duyên, tức là mình đã hứa khi mà mình làm để quy y trước Phật đài, hay là ở đây Phật đài tức là cái chỗ mà Phật ngự à, ở đây thì Phật giáo Hòa Hảo, thì chúng ta thấy cái ngôi Tam Bảo đó là tượng trưng cho cái nơi của chư Phật ngự trong đó à, thành ra là mình đã làm lễ quy y rồi, tức là mình đã hứa quy y, là mình đã hứa vì cúi kính dân hương trước quyền cầu trên thất tổ chứng lòng thiện, nay con tỉnh ngộ quy y Phật chí dốc Tu Hiền Tạo Phước Duyên. Chí dốc tức là mình quyết hết lòng của mình à, dốc hết cái ý chí của mình để mình tạo ra những cái phước điều phước à, điều duyên à. Thì trong cái buổi lễ quy y đó thì cái nội dung như tôi vừa thưa và Đức Thầy cũng nhắc lại là nguyện rằng đệ tử dứt trần ai. Bởi vì đó, chẳng hạn bây giờ mình đang làm cái con đường, mình đang làm cái công chuyện gì đó mình thấy nó thất bại, thì mình muốn trở lại để mà mình cho nó trở thành đúng hơn đó. Hoặc là mình làm một cái, đang làm một cái câu chuyện, đang đi theo cái đường hướng mà nó không có chân chánh, thì mình quay ngược trở lại để đi cho nó đúng đường. Thì ở đây mình đã hứa nguyện rằng đệ tử dứt trần ai, là vì gì? Chúng ta cũng hiểu cái trong cái lễ quy y đó, như giống như Đức Thầy dạy, và trong cái điều kiện vào đạo chúng ta cũng nhớ là khi một khi mà có một cái người tới quy y đó, thì không phải là muốn xin quy y là chúng ta cho làm lễ quy y ngay đâu, mà Đức Thầy cũng còn dạy là khi trước khi người đó làm lễ quy y thì hãy đưa cho quyển sách nhỏ, tức là cái bản, cái bài mà cái cuốn thứ sáu quyển sáu đó à, cách tu hiện của một người bổn đạo đó, ăn ở của một người bổn đạo đó, để cho người đó coi trước trong đó có những cái điều mà có giữ được hay không, nhất là cái tám điều răn cấm. Nếu người ấy thấy rõ ràng là hứa làm theo những cái điều dạy trong đó thì chừng đó trở lại mình mới làm lễ quy y. Thì trong cái tám điều răn cấm đó thì là chúng do nhất là tám điều răn cấm thì trừ hết những cái điều xấu trong đó rồi, thì bây giờ đó nguyện rằng đệ tử dứt trần ai. Cái mục đích tu mình là gì? Tu là muốn giải thoát. Để giải thoát để làm gì? Giải thoát để không còn bị sanh tử luân hồi. Mà bị sanh tử luân hồi là tại mình, do mình tạo cái nghiệp. Mà mình tạo cái nghiệp là tại vì mình còn mê muội, mình còn say đắm cái cõi trần này. Cho nên là bây giờ mình muốn giải thoát không còn bị luân hồi sanh tử nữa, thì chỉ có cách là phải dứt bỏ cái con đường cũ, phải dứt bỏ cái nơi bụi bặm này. Trần ai tức là bụi bặm và đau khổ này, bỏ cái cuộc đời này à. Mà muốn được, mà bây giờ từ trước tới giờ mình không biết bao nhiêu kiếp lên lên xuống xuống rồi à, thì bây giờ mình muốn đi, nếu mà mình đi theo cái con đường cũ đó thì là mình mãi đi theo cái dòng quay của cái dòng luân hồi thì nó sẽ không có gì thay đổi. Và bây giờ mình muốn đi ra khỏi cái dòng quay đó thì mình phải đi ngược lại cái con đường đó. Mà thay vì mình đã đắm chìm trong, nhưng mà say đắm theo những cái mà nhục dục mà từ trước tới giờ đã ham muốn từ trước tới giờ, thì bây giờ chúng ta là quy y, là mong nhờ đuốc huệ soi đường tối. Cái đuốc huệ ở đây chính là cái những cái giáo lý, những cái lời giác tỉnh của chư Phật và của Đức Thầy được ví như là cái ngọn đuốc. Tại sao phải nhờ xài ngọn đuốc? Từ trước tới giờ là chúng ta đi mãi miết trong vô minh, mà vô minh tức là bóng tối, là mê muội. Bây giờ đó thì muốn để chống lại cái bóng tối, chống lại mê muội thì chỉ có dùng cái ngọn đuốc thì khơi lên thì bóng đêm nó mới tan à. Mà cái đuốc, ngọn đuốc ở đây đó là cái ngọn đuốc trí huệ à, cái ngọn đuốc trí huệ để mà soi sáng cái tâm hồn của mình, cái tâm phàm của mình, để cho mình đừng không còn bị vô minh, không còn si mê nữa à, dùng cái nhờ cái trí tuệ, tức là nhờ cái mối đạo để mà soi cho mình đi ra khỏi cái con đường tâm tối này. Cái con đường tâm tối đó chính là lục đạo luân hồi, lên lên xuống xuống trong ba cõi sáu đường từ trước tới giờ không ra khỏi. Bây giờ thế thì mình quy y với mục đích là mong nhờ dựa vào Phật Pháp Tăng, dựa vào chánh giác và tịnh để mà chúng ta hiểu cái lý đạo, chúng ta hành theo đạo để không, để bước ra khỏi cái con đường tâm tối này nữa à, không còn bị lầm lũi trong cái dòng bóng tối này nữa à.
mà muốn đừng không có đi vào cái con đường tâm tối này, tức là đừng muốn, đừng không muốn ra khỏi cái này đó, thì đừng có tạo nghiệp nữa. Cho nên Đức Thầy mới nhắc lại lần nữa là chớ nhiễm nghiệp phiền, chớ đắm say. Chúng ta sở dĩ mà mỗi lần chúng ta sanh tử luân hồi, mỗi lần chết như vậy thì mọi người đều phải đi theo cái nghiệp lực của mình để sanh, để luân hồi. Và tùy cái nghiệp lành, nghiệp dữ mà chúng ta đi lên ở trời, trên cõi thiên hay là nhân, hay là Atula, hoặc là địa ngục, ngạ quỷ, hoặc là súc sanh. Thì nếu mà chúng ta tạo cái nghiệp phiền đó, là chúng ta đi vào ba cái con đường ác, hoặc ít nhất là chúng ta vẫn còn trong dòng sanh tử luân hồi. Cho nên là nhờ cái giáo lý của Đức Thầy, nhờ giáo lý của chư Phật mà chúng ta làm tốt hơn để không còn tạo cái nghiệp. Mà muốn không còn tạo cái nghiệp á, thì phải đừng có nhiễm nữa, tức là phải rứt bỏ những cái gì, những cái nghiệp, tức là những cái thói quen cũ của mình. Chẳng hạn như hồi đó tới giờ mình đâu quen là cờ bạc thì phải bỏ cờ bạc, mình đâu quen uống rượu thì phải bỏ cờ mà uống rượu. Mình đã từng là quen tham lam tham ái thì phải rứt bỏ cái con đường cũ đó. Cái đó tức là chớ nhiễm, tức là rứt bỏ những cái thói quen mà những cái thói quen đó đã tạo cho mình thành cái nghiệp phải luân hồi sanh tử. Đắm say một phút cội lành xa, sớm tỉnh trì tâm chống quỷ tà. Đắm say một phút cội lành xa, Đức Thầy ở đây đó, đắm say một phút á, là nói cái đó nó còn, Đức Thầy nó còn lâu đó. Chứ đắm say trong một tích tắc thôi, có sẽ thể là không tới một phút thôi, thì xa cái cội lành này. Tại vì chúng ta biết rằng cái con đường mà tu, cái con đường giải thoát ấy, nó cũng không gần mà nó cũng không xa. Phàm thánh cách nhau một ngoái đầu. Nếu mà chúng ta giống như Đức Thầy nói là việc tu tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu, đạo màu đó, mình nếu mà mình biết á, thì nó cách nhau chỉ có một cái lằn ranh, một sợi chỉ thôi. Cho nên trịch bên này nó là luân hồi, mà mình trịch qua bên kia thì là giải thoát. Thành ra cái điểm cái này đó, nó ở cái chặng giữa của nó rất là nhạy, bén nhạy. Cho nên nếu mà mình đi giao về bên phải của mình đó, là mình đi, mình làm cái chuyện phải mình đó, thì đi về hướng Tây Phương. Mà nếu mà mình trịch về bên trái đó, thì mình đi vào cái địa ngục. Thành ra mình nếu mà mình đắm sai một phút, đắm sai là gì? Đắm sai là chúng ta tạo những cái nghiệp không lành, đi theo những cái lục dục thất tình tạo ra thành cái nghiệp. Thì tạo cái nghiệp thì phải luân hồi. Có phải là cõi lành xa không? Cái cõi lành ở đây tức là cái bờ bến giác ngộ. Mình càng tạo nghiệp nhiều chừng nào, có tạo nghiệp thì là bây giờ mình đứng ở trung điểm đi, mình đang đứng yên một chỗ, nó là tại cái trung điểm. Nếu mình bước cái chân qua bên phải thì mình gần với cái cõi lành, gần với cái cõi giải thoát. Mà nếu mà mình quay đầu về hướng bên trái mà mình bước một bước đi đó, thì có phải là so lại cái lúc mà mình đang đứng đó, là mình đã thêm một bước về cái hướng mà bị luân hồi rồi, nó xa thêm một bước về cái cõi cõi lành rồi. Thành ra ở đây là cái Đức Thầy nhắc nhở là giữa cái nghiệp lành và nghiệp dữ là nó không, cái lằn ranh nó rất là bén nhạy. Nếu mà chúng ta không có biết mà cái dùng cái trí huệ của mình đó, thì mình vừa bước vào trong một bước một bên cái cõi mà tham đắm dục lục dục thất tình đó, thì sẽ xa, càng xa thêm một bước ở cái cõi lành nữa. Sớm tỉnh trì tâm chống quỷ tà, như vậy đó. Do cái sự mà nếu mà mình cái quyết định của mình, cái hành động của mình đó mà mình không có khéo đó, không có chín chắn, không có dùng cái trí của mình để mà mình phân đoán trước khi mà mình hành xử hay là mình suy nghĩ, tức là cái tam nghiệp thân khẩu ý của mình đó. Nếu mà mình không biết cái trí tuệ, không biết cái đạo mà mình suy nghĩ cái điều không có lành, mình nói những cái điều không lành, mà mình làm những việc cái điều không lành, thì là chắc chắn là mình phải xa lìa cái cần xa bến giác nữa. Cho nên muốn mình quy y thì mình muốn trở thành con người tốt, muốn được như vậy thì chúng ta phải sớm tỉnh trì tâm. Sớm tỉnh là giác ngộ, tỉnh là biết, là thức. Giống như Đức Thầy định nghĩa đó, Phật là gì? Phật là giác giả là tỉnh giả. Đó, giác là một cái người giác, tức là cái người tỉnh, nó khác với cái một cái người mê muội. Thành ra là lúc nào mình cũng phải sáng suốt, phải ứng dụng cái chánh kiến để nhìn
rõ cái thật tướng của vạn pháp, nhìn rõ cái việc làm của mình. Và nếu mà trong mình, để mà mình làm gì, bởi vì mình có cái trí huệ rồi đó, mình có tỉnh như vậy đó, mình mới giữ được cái tâm của mình chống lại những cái quỷ tà, tức là những cái điều mà nó không có tốt. À, tại vì mình đã quân tập, mình đã nhiều đời nhiều kiếp, mình đi quen đi theo cái con đường chạy theo cái sự ham muốn của cái tánh phàm của mình, có phàm tánh rồi, nó đã quen rồi, bây giờ mình mà cưỡng lại nó rất là khó. Cho nên muốn mà cưỡng lại nó, muốn chống lại nó, mình phải có dùng cái trí huệ. Trước khi mà nó đòi hỏi cái điều gì đó thì mình không có chạy theo nữa, là tại vì mình biết, mình đọc kinh, đọc sách trong giáo lý Đức Thầy đã dạy rồi, làm đạo tặc thì tội, làm tà dâm thì tội, làm cờ bạc thì tội. Tất cả những cái điều đó là cái điều không có tốt. Cho nên mình giữ cái tâm trì, tức là giữ, đừng có chiều theo cái ý muốn của cái tâm, mà cái đây tâm tại là tâm phàm. Giữ cái tâm của mình, đừng cho nó đi theo những cái điều tà dại đó. Dõi gót theo thầy, nương Phật cảnh, vui về xem hội, hội long qua. Đây, bây giờ ở trên á, sớm tỉnh trì tâm chống quỷ tà, nó là cái nhân. Mình vì mình giữ cái tâm mình không có chạy theo những cái điều tà dại, không tạo ra những cái nghiệp ác, nhờ vậy mà chúng ta không có tạo cái chúng ta làm, chẳng hạn như thay vì làm cái chuyện ác thì chúng ta tạo làm cái điều lành, thay vì bị tạo cái nghiệp ác thì phải bị luân hồi trong những cái con đường xấu, thì bây giờ chúng ta tạo được cái nghiệp lành. Mà có như vậy đó thì chúng ta lần giống như bỏ ống nhé, lần lần chúng ta sẽ có đủ tiền dõi gót theo thầy nương Phật cảnh. Để nếu khi mà đầy đủ cái công, mình muốn đi ra khỏi cái chỗ mà tà dại này đó, mình chống lại đó, để mình mới đi theo Đức Thầy được, đi theo cái con đường Đức Thầy là nương Phật cảnh, dõi gót theo thầy nương Phật cảnh, tức là dõi, tức là nối theo, đi theo cái gót của Đức Thầy để mà về nơi Phật cảnh. Đi về cái hướng về Phật cảnh, hướng Phật cảnh đó. Vui về xem hội, hội long qua. Bây giờ chúng ta biết là cái người mà Đức Thầy nói đây là một cái tín đồ mà đang Đức Thầy muốn thức tỉnh, tức là cái người đang mê muội, đang say đắm cái cõi trần này, cho nên Đức Thầy mới là đưa tặng cái bài thơ này để thức tỉnh. Cho nên là với cái con đường tu tập của người này đó chưa có được tiến bộ cho lắm, thành ra Đức Thầy chỉ cho họ, nếu mà dẫn họ đi vào cái nơi mà cảnh giới Niết Bàn chẳng hạn, hay về Tây Phương Cực Lạc chẳng hạn, thì nhiều khi nó quá xa với đối với họ. Và chúng ta biết là trong đạo của Đức Thầy dạy đó thì có nhiều cái chứng tu chứng, chẳng hạn bây giờ đó, nếu mà chúng ta được làm người cũng được, hay là tròn cái nhân đạo thì chúng ta sẽ được trở lại làm người, ha, hành thập thiện là về cõi trời. Nhưng mà đặc biệt trong đó đó, cái nhiệm vụ Đức Thầy ngoài cái sứ mạng mà Đức Thầy là khai sáng cái nền đạo để mà dìu dắt chúng sanh trong thời kỳ hạ quân mạt pháp này đó, Đức Thầy còn có một cái sứ mạng khác rất là quan trọng nữa là lập hội long qua để chọn những đấng tu hiện cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi. Thì như vậy đó, cho nên là dõi gót theo thầy nương Phật cảnh, nếu mà đi vào Phật cảnh được thì nó càng tốt, tức là chứng đắc Niết Bàn hay là được giảng sanh về Cực Lạc thì rất là tốt. Nếu không được đi nữa đó thì được vui về xem hội, hội long qua, tức là tu hiền thì có đầy đủ, có đủ cái công đức để mà có mặt trong ngày đại hội long qua, để rồi nghe đến Đức Phật Di Lặc mà thuyết pháp, để rồi chúng ta tu hành lần lần cũng đắc quả. Long qua tiên Phật đáo ta bà, lừa lọc con lành diệt quỷ ma. Đức Thầy cho biết cái, Đức Thầy giới thiệu cái hội long qua là cái gì, chỗ đó ai là cái người có cái tư cách để mà tham dự cái hội này. Long qua Đức Thầy giới thiệu là long qua tiên Phật đáo ta bà, vì thường hàng ngày như vậy, chẳng hạn như hiện thời bây giờ là bình thường đó, thì cái cõi ta bà này là cái cõi khổ, không phải là những cái nơi mà tiên Phật ngự, cái Phật cảnh. Ở đây là cái cõi là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, đây là cái nơi bụi bặm, các ngài tiên Phật không có sống ở cái cõi ta bà này, ngoại trừ những cái bậc Bồ Tát, những cái vị mà nguyện trở lại để mà cứu vớt chúng sanh,
giống như trường hợp của Đức Thầy hay là một số vị khác lãnh mệnh để mà sống hòa quang đồng trần với cái cõi trần ai này, cái cõi mà cõi ta bà này để hóa độ chúng sanh thôi. Nhưng mà tới cái ngày mà đại hội Long Hoa đó thì tiên Phật có mặt ở tại cái cõi ta bà này để tham dự cái ngày đại hội, để mà phán xét, để mà phân xử những cái người nào là có công, những người nào là có tội, những người là tu phước bớt báo nhiều, phước báo ít này, để cho ban vị, để mà trong ngày đại hội Long Hoa đó thì nó ban mà giống như là phân xử ai có đủ thiện căn để giáo truyền đại đạo định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình đưa dẫn quốc chư ban như thế nào. Thì tùy theo cái mức độ, giống như là tu, giống như một cái cuộc thi, điểm cao, điểm thấp, điểm trung bình, đủ thứ hết để mà phán xét, để mà phân xử. Thì lúc bây giờ là tiên Phật sẽ có mặt trong cái cõi ta bà này, lừa lọc con lành, diệt quỷ ma. Các ngài nằm ở trong cái ban giống như cái ban giám khảo để chứng kiến cái ngày phân xử mà lão đây dân lệnh Phật Tôn lãnh cân thưởng phạt chư môn giữ lành, mà cái ông chánh chủ khảo đó lại là cái ông thầy của chúng ta. Lão ở đây tức là Đức Thầy của chúng ta sẽ lãnh cân thưởng phạt chư môn giữ lành, phán xét ngài là cái người mà chịu trách nhiệm phán xét dưới sự chứng kiến của tiên Phật khi đó lâm phàm có mặt ở tại cái cõi ta bà này để mà chứng kiến. Nếu mãi mê mang lừa lọc con lành diệt quỷ ma, thì trong cái đại hội này đó thì chắc chắn ai có công thì thưởng, mà có tội thì trừng, mà có công đức thì được mà thăng cao quả vị, còn cái người nào mà nghiệp ác nhiều quá thì phải bị đào thải, phải bị luân hồi tùy theo cái mức độ nặng nhẹ mà luân hồi trong cái đường ác hoặc là cái đường thiện. Lừa lọc con lành diệt quỷ ma, nếu mãi mê mang mùi tục lụy, tinh hồn chìm đắm chốn nê hà. Thì Đức Thầy sau khi đưa ra hai cái hình ảnh, một cái hình ảnh mà tu hành thì sẽ được gặp tiên, gặp Phật, sẽ tới ngày dự hội Long Hoa để hoặc là tu hành thì được về nơi Phật cảnh, còn nếu mà không có tu đó thì bị tiêu diệt trong cái ngày này. Cho nên Đức Thầy mới là cảnh giác một lần nữa, nhắc nhở người tín đồ này một lần nữa là nếu con mãi mê mang mùi tục lụy, tức là nếu con tiếp tục đi theo cái con đường cũ, tức là đi theo những cái con đường mà không có được chân chánh, những cái nghiệp trần mà những cái tham đắm của cõi trần này đó, những cái tham ái nhục dục thất tình, những cái làm những cái điều mà chạy theo những cái đòi hỏi của cái thân mình chẳng hạn, thành mà nếu mà làm tạo cái nghiệp đó thì đi theo cái con đường đó thì linh hồn chìm đắm chốn nê hà. Tạo cái nghiệp càng nặng chừng nào thì là cái linh hồn mình, chẳng hạn như là nếu mà có đủ công đức, nhiều cái phước báo mà chưa được giảng sanh thì là được về cõi trời sống an nhiên, sống hưởng cái phước thanh nhàn, còn hoặc là đủ cái mức độ mà để trở thành người, hoặc là về cõi Atula thì còn đỡ, chứ ba cái đường nếu mà còn xuống nữa thì là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là cái ba cái con đường rất là xấu, rất là khổ sở. Mà một cái kiếp mà chẳng hạn như địa ngục mà chuyển muốn trở thành ngạ quỷ rồi lên súc sanh đó, cái con đường nó cả lâu dài lắm, rất là khó trở lên làm người, thành ra là linh hồn chìm đắm chốn nê hà. Tạo cái đi theo cái mùi tục lụy, tức tạo cái nghiệp nữa thì là mình bị mà xuống ba con đường ác rồi đó, thì cái linh hồn mình nó lâu lắm nó mới trở lên được làm người được, giống như là một cái vật mà nó chìm đắm cái chốn nê hà. Tức là cái nê hà là cái gì? Nơi đó là cái nơi mà nước nó sền sệt, hà mặc dù nó là sông nhưng mà không phải là sông sâu mà nước chảy như mà cái chỗ ngoài sông kia. Nê hà là cái chỗ đó là bùn lầy, giống như là nước ao tù vậy đó, mà khi mà nó xuống đó rồi thì mình khó có trồi lên được lắm. Ở đây tôi xin mở ngoặc, tôi kể một cái câu chuyện mà nó có dính dáng tới cái chữ nê hà này. Cái câu chuyện nó nằm trong cái câu chuyện mà Thuyết Đường vào cái đời nhà Đường đó. Khi mà chúng ta biết là sau khi nhà Tùy mà đã suy di rồi thì đời nhà Đường mới lên chuẩn bị mà lên thay thế đó. Thì trong cái thời kỳ mà giao thời đó thì
ông mà vua mà Lý Lý Nguyên đó, lúc bây giờ là Lý Nguyên là một cái người mà là coi như như là chiếm ngôi của nhà Tùy đó, thì có hai mấy ba cái người con trai, tức là người lớn là Kiến Thành, thứ hai là Tự Lý Thế Dân, và thứ ba là Nguyên Kiết. Thì trong cái ba cái người này đó, thì trong đó là Lý Thế Dân là một cái người rất là giỏi, được nhiều anh hùng thán phục lắm, cho nên là đánh trận nhiều, nói cái có công rồi thì về cái thì bị cái anh mà Kiến Thành và Nguyên Kiết này là gièm pha, cho nên là cái anh Lý Thế Dân này bị giam ở trong ngục đi. Thì bây giờ khi mà nghe Lý Thế Dân bị giam thì các cái phản dương khác đó, họ mới dí binh, họ mới đánh lên cái nhà Đường. Thì lúc bây giờ đó các tướng mà bị đi theo Lý Thế Dân thì đã cho về nhà nghỉ hết trơn rồi, cho nên đánh hoài thua hoài, thì gần coi như gần chiếm được cái đúng thất đúng động thất trận đó. Thì lúc bây giờ đó thì trong đó những cái tướng cũ của Lý Thế Dân gồm có Tần Thúc Bảo, La Thành, Trình Giảo Kim là ở chung một nhà với nhau, là tại vì La Thành với Tần Thúc Bảo là bà con cô cậu, rồi Trình Giảo Kim là bạn hồi nhỏ với Tần Thúc Bảo. Nói chung thì lúc bây giờ Tần Thúc Bảo mới là bệnh, mới là nhớ tới Lý Thế Dân thì nhớ mà sanh bệnh luôn, cho nên La Thành mới nói là nếu mà đại ca nhớ chúa công như vậy thì thôi để tôi đi lên tôi thăm thử coi rồi về cho đại ca biết vậy. Thì La Thành mới đi. Đi theo đó thì có một cái người cận vệ, người hầu cận, tức là có đi thêm một cái người gọi là La An đi theo đó. La An đi theo. Thì đi về thì đi ngang cái ngôi thành, mà cái chỗ đó là đương cái binh của các phản dương đang đánh chiếm thành, thất trận hoài. Thì hai cái anh mà Thái tử Kiến Thành và Thái tử Nguyên Kiết mới là được tin báo rằng thấy có La Thành ở ngoài quán ăn ngoài kia kìa. Bởi vì trên đường đi đó thì La Thành vừa tính đi vô quán ăn thì lính nó cho hay thì là có người tới mời La Thành phải cấp, bây giờ Thái tử mà, cho nên là không dám cãi phải trở vô. Thì đứng trên mặt thành, Kiến Thành với Nguyên Kiết nói rằng nhà ngươi bây giờ là phải đánh thắng cái tướng nó đang đánh chiếm thành này, nó tên là thằng Tô Định Phương nó đánh rất là giỏi, cho nên là phải thắng thằng đó được là ta mới cho vô thành, chứ nếu không thì không cho vô thành. Thì lúc bây giờ La Thành mới nói là ta đói để ta ăn, cho nó không phải đánh rồi mới được ăn, nó không cho ăn. Thì lúc bây giờ cái thì La An mới chạy theo, có đầu bánh tét, bánh giống như là cái bánh ú gì của mình chẳng hạn, đưa cho nó ăn đỡ đặng mình đi đánh. Thì lúc bây giờ là ra đánh trận đầu á, trước khi ăn đó thì đánh trận đầu thì thằng Tô Định Phương là đánh không lại La Thành, cho nên đánh chút xíu là nó chạy rồi. Thì là đói bụng La Thành mới là lấy cơm lấy thằng kia mới đưa bánh ăn. Thì lúc bây giờ Tô Định Phương nó mới quay trở lại, nó nói nhà ngươi thấy không, ngươi phục vụ hai thằng Giang Dương này để làm cái gì? Nó nhà ngươi có công như vậy mà nó đối xử như vậy đó, tại sao nhà ngươi không theo chúa công ta là nhà ngươi sẽ được phong dương này cái đủ thứ hết. Thì La Thành nhất định là không có nghe mấy thằng này. Thì nó nói bây giờ nếu mà nhà ngươi mà có gan trở lại đánh với ta nữa thì nó khiêu khích Tô Định Phương đánh. Thì lúc bây giờ La Thành mới là giận quá, mới là quơ thương đánh thằng kia mấy hiệp, thằng kia là bỏ chạy. Thì La Thành đuổi theo, vừa đuổi theo một đoạn thì là thấy bên ngồi bên kia là cái anh kia, tức là cái anh Lưu cái gì Đạt đây nè, là tức là ông chúa của, là coi như là sếp của anh Tô Định Phương này nè, ngồi bên kia. Thì thay vì đánh theo Tô Định Phương thì La Thành muốn chạy bay ngang cái chỗ này để bắt thằng chủ soái này, thằng vua này hay hơn. Thành ra thay vì chạy cái đường theo Tô Định Phương, y không chạy mà y chạy xẹt ngang đi cái đường tắt. Thì phóng con ngựa, thì cái con ngựa này nó phóng, vừa nó phóng thấy cái đám cỏ, nó tính nhảy qua đám cỏ, nhưng mà không ngờ cái đây là một cái đầm mà nước nó sền sệt lâu năm rồi, cho nên là cỏ nó quang nó mọc lên che khuất cả cái hầm đi. Con ngựa nó không biết, cho nên nó phóng con ngựa, con nó vừa xảy qua thì nó rớt xuống giữa cái đầm này, nó bị lún xuống ở dưới đó và nó không có nhảy lên nổi nữa. Thành ra lúc bây giờ trên bờ phục binh của Tô mà Tô Hắc Lưu Hắc Đạt Lưu Hắc Đạt đó, nó mới dùng tên nó bắn La Thành, coi giống như là giữa một cái rừng tên mà bắn, thành ra là La Thành chết. Thì cái đó là cái chỗ đó nó gọi là Nê Hà Ứ Nê Hà,
cái ứ tức là cái nước mà nó không có dê xê dịch được, mà nó là một cái chỗ đầm rất là hôi hám mà nó bùng lại xuống, đó là không lên được. Thành ra ở đây Đức Thầy mới nói là linh hồn chìm đắm chốn nê hà là như vậy, không có, không thể nào lên được nữa. Lòng thầy chua xót, ruột thầy đau, nghe được lời khuyên tỉnh giới nào. Tại sao Đức Thầy đau? Lòng yêu dân dí như con đỏ, Đức Phật thương chúng sanh như mẫu ái tử. Thành ra Đức Thầy cũng vậy, Đức Thầy là một cái vị Phật lâm phàm, thì vì sứ mạng thì coi tất cả chúng sanh đều là con của Ngài, thương xót như con. Cho nên là thấy cái người con của mình mà nó đi lầm đường lạc lối như vậy thì lòng Đức Thầy rất là chua xót. Lòng Thầy chua xót, ruột Thầy đau, nghe được lời khuyên tỉnh giới nào. Quý vị nghe cái câu này, mình đọc lên mình không thể nào mà không có xúc động được. Nghe được lời khuyên tỉnh giới nào, cái giống như Đức Thầy năn nỉ mình đó. Bây giờ đó, con làm ơn đi, con hãy bỏ cái con đường cũ đi, phải tỉnh giấc đi, để mà đi theo cái con đường chân chánh đi. Kiếm huệ dứt xong rồi quả báo, lo gì cửa Phật chẳng chen vào. Con bây giờ thấy cái con lầm lạc như vậy đó, Thầy đau lòng lắm. Bây giờ con làm ơn, con phải bỏ cái con đường cũ đi, con tỉnh giấc đi, đi quay ngược trở lại đi, đừng có đi theo cái con đường cũ nữa. Mà bởi vì khi mà con ngoảnh đầu lại đó, tức là con tỉnh giác rồi. Mà con khi mà con tỉnh á, thì con sẽ dùng cái trí huệ của con, phải dùng nó sắc bén, nó nhanh gọn như là một cái kiếm đó, để chặt đứt tất cả những cái quả báo, tức là những cái nghiệp dữ. Bởi vì mình có gieo cái nhân dữ, mình mới trả cái quả dữ. Mà bây giờ mình đã dùng cái trí huệ của mình hành động, mình làm, mình nói tất cả những cái điều lành ha, thì cái đó là mình đã dứt, cắt bỏ được những cái nghiệp báo của những cái nghiệp ác của mình. Kiếm huệ dứt xong rồi quả báo, lo gì cửa Phật chẳng chen vào. Nếu mà cái con người mà mình luân hồi là tại do cái nghiệp lực, cái nghiệp ác nó dẫn đi, mà bây giờ mình tu hành là mình đã chuyển được cái nghiệp của mình, nó không còn những cái mình tạo nhiều cái công đức rồi đó, thì lúc bây giờ khi phúc lâm chung đó thì mình sẽ được giảng sanh, hoặc mình được cái vô cái mà ở tại thế này đó. Nếu mà mình tỉnh giác được, mình thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh, thì đi vào cái hữu dư niết bàn. Hoặc là khi chết thì nếu mà được đi vô cái vô dư niết bàn, nhập niết bàn như chư Phật, thì là cái điều rất là hay. Hoặc là nếu mà không đủ cái khả năng mà nhập mà vô dư niết bàn, thì nhờ cái công hạnh mà tu tập niệm Phật đó, thì sẽ được giảng sanh về nơi cõi Tây Phương Cực Lạc. Mà về nơi cõi Tây Phương Cực Lạc tức là mình đã chen vào nơi cõi Phật rồi. Làm gì nơi đó là cái nơi mà mình đã hưởng cái quả bất thối. Hưởng quả bất thối là tất cả những người giảng sanh, dù đới nghiệp giảng sanh, dù chưa thành Phật nhưng mà đã hưởng cái quả bất thối, tức là không còn phải hồi chuyển trở lại cái con đường mà luân hồi sanh tử này nữa, không còn nữa. Mà từ đó đó, dù mình làm cái dân hạng bét ở Tây Phương Cực Lạc, mình cũng vẫn sống được ngàn năm, vẫn nơi đó là thần thức nhập thai sen tinh hảo, rồi chẳng rùa mà buồn rầu lo sợ chẳng còn, rồi thể thanh tịnh thường không nguyên náo hết, lo toan mưa lạnh gió mưa gì đủ thứ hết, tất cả những cái gì đều có hết. Thành ra là nếu mà mình dứt xong rồi quả báo đó, thì mình đừng có lo gì, giống như là một cái người làm nông, nhà nông vậy đó. Bây giờ hãy làm cỏ lúa đi, nước phân đầy đủ đi, không muốn cái mùa bông nó trổ, cái mùa lúa này mà mình muốn cho nó thất nó cũng không thất được. Là tại vì cái công của mình đã dung trồng rồi, mình lo phân, lo bón, lo nước, rồi bắt sâu, bắt rầy, rồi bắt quả dại nữa, thì đương nhiên là nó phải trổ bông đầy đồng thôi. Mình làm cái nghiệp lành thì gieo cái nhân nào thì mình sẽ gặt cái quả nấy. Mà bây giờ mình tu hành, mình gieo nhiều cái nhân lành thì chắc chắn thì nó sẽ trổ cái quả lành. Thành ra lo gì cửa Phật chẳng chán ra. Đó. Thì Đức Thầy cho biết, thì ở đây sau khi mà qua cái bài này thì chúng ta những cái đoạn sau này thì mình nghĩ ra là thì ra cái người nữ tín đồ này đang bị đi vào cái con đường tà, là trong đó phạm cái giới luật trong 8 điều răn cấm, tức là con đường cờ bạc. Thành ra Đức Thầy mới là đi vào cái cụ thể, chỉ cái tai hại của cờ bạc là
cuộc trần ôi quá khổ. Cái cuộc trần này đó, cái chỗ bụi bặm này đó, cái cõi ta bà này đó, nó là khổ. Thế gian này là khổ rồi, nhưng mà cái mình mà mình khi lăn mình trong cái cờ bạc này, nó là còn cái khổ nằm trong cái khổ nữa. Cái khổ này khổ chung, còn cái này là khổ của khổ nữa, nó càng khổ hơn nữa, là cuộc trần ôi quá khổ. Trường đỏ đen là chỗ nhốt nhơ. Trường đỏ đen là gì? Trường đỏ đen là cái chỗ cờ bạc, cái chỗ mà đá gà, chỗ mà sòng bài, cái chỗ mà đánh me, cái chỗ mà chơi là số đuôi, số đề đủ thứ hết. À, trường đỏ đen đó là cái chỗ đó là nó nhốt nhơ lắm, nó dơ dãi, nó bẩn thỉu lắm. Ở đây cái bẩn thỉu mà nó vừa cái nghĩa đen mà cả cái nghĩa bóng nữa. À, biết bao người vì nó phải bơ dơ. Vì cái gì đi vô cái chỗ chồng bạc đó mà biết bao nhiêu là người rồi. Người nào đi vô đó đều phải có cái kết quả không có tốt. À, sự nghiệp hết, gia đình tan nát. Lăn vô chỗ đó rồi thì cái sự nghiệp to tát bao nhiêu đi nữa cũng không còn. Mà gia đình đang hạnh phúc cũng trở thành là một cái gia đình mà ly tán thôi. À, sớm tỉnh ngộ lên đường giải thoát, lánh xa trường đổ bát chớ chen chân. Biết được như vậy đó, cái Đức Thầy chỉ ra một cái bức tranh mà nó đen tối như vậy để cho chúng ta thấy. Mà rồi Đức Thầy mới là chỉ là khuyên, lời khuyên cho cái người nữ tín đồ này là sớm tỉnh ngộ. Hãy tỉnh đi, hãy nhận ra cái sai lầm của mình đi, hãy nhận ra cái con đường của mình đi là không đúng đi, để mà mình lên đường giải thoát, mình rứt khỏi, mình ngoảnh, mình bỏ cái con đường cũ đó đó, thì mình mới mong là đi đến cái con đường giải thoát được. Lánh xa trường đổ bát chớ chen chân. Đây là hai cái con đường mà nghịch chiều với nhau. Nếu mà muốn đi vào cái con đường giải thoát thì phải lánh xa trường đổ bát, tức là phải lánh xa nơi chỗ những cái nơi mà cờ bạc, đừng có chen chân vào cái chỗ cái sòng bài sòng bạc đó. Nếu lỡ cơ mua tảo bán tần, lỡ cơ tức là gặp cái lúc mà mình sa chân sụp hầm đó, chẳng hạn bây giờ mình lỡ cơ, tức là cái cơ hội, thường thường người ta nói cơ hội là cái điều tốt, nhưng mà lỡ cơ tức là không có gặp cái điều tốt đó, thì mình mua tảo bán tần, tức là vay mượn nợ nần này kia đó, thì bây giờ đó cũng thua sạch luôn. Mà khi mà thua sạch rồi thì đâu còn tiền đâu mà sống đâu, thì phải lo mà bươn chải để mà sanh sống. Mà khi mà bươn chải như vậy đó thì phải mua tảo bán tần. Tảo tần ở đây là hai cái loại rau, là hai cái loại cỏ. Mà khi nói tới tần tảo đó, là người ta muốn nói tới những người mà rất là cực khổ, đầu tắt mặt tối, không có lúc nào rảnh rang hết để mà lo cái công chuyện mà sinh nhai của mình. À, thân trí cực nợ lần khân chẳng dứt. Tại sao? Thân trí cực tức là bị thiếu nợ. Mình khi mà thua bài đó, quý vị biết là thua bài thứ nhất á, có cái gì trong nhà đều bán hết, ngoại trừ chỉ có cái mã là không bán được thôi. Chứ cái gì có trong nhà là bán hết à. Cây, trái, giường, tược gì bán hết, chỉ có cái mã là không bán, không ai mua thôi. Thành ra là, rồi thứ hai nữa là vay nợ. Mà vay nợ này không phải là vay nợ bình nợ bình thường. Thí dụ bình thường người ta cho vay để làm ăn thì là 1.000 đồng đó, một tháng người ta trả thí dụ 5 đồng, 10 đồng chẳng hạn. Còn này tiền cho vay cờ bạc thì cho mượn mà 1.000 đồng á, là mỗi ngày phải trả 100. À, mà phải trả hàng ngày như vậy, tức là cho mượn 1.000 phải trả mà 1 ngày 100, tức là 3.000 đồng. À, mà nếu mà 100 này đó, 1 ngày mà bây giờ thua rồi thì đâu có nghề nghiệp gì, dân cờ bạc và nghề nghiệp gì, làm đâu ra tiền đó. Thì một ngày mà làm không làm được 100 đi nữa, mình đâu phải nhịn đói ăn đâu. Nhịn đói mình làm phải ăn uống nuôi gia đình thì còn có mấy chục bạc, trả người ta mấy chục, trả thí dụ như là trả 50, được 50 ngày đó, thì cái 50 còn thiếu buổi ngày hôm nay đó, nó trở thành là cái tiền mà mình vay mượn nữa. Rồi bây giờ chịu tiền lời, thay vì mượn 1.000 thì ngày đầu tiên mà trả không còn 50 thì là coi như vay 1.000 10 mà 50 đồng. Bữa sau thiếu 50 nữa, tức là mình vay 1.001. Thành ra là trả hoài mà cái nợ nó vẫn lên cao hoài, không có thế nào mà hết. Thành ra là thân trí cực là phải làm việc cho thiệt nhiều để mới có đủ tiền trả nợ. Rồi nợ lần khân chẳng dứt, làm thì thiệt nhiều, nhưng mà
cái đồng cái tiền cha là tiền 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 mượn á, tiền cha nó đẻ là tiền con, rồi con đẻ là tiền cháu, rồi trả hoài nó không có hết được đó. Thì ở đây đó, nhân cái dịp này Đức Thầy đang nói về một cái, Đức Thầy nói về cái tai hại của cờ bạc, thì tôi có nhớ tới một cái bài thơ của Bàn Công Quẩn, gọi là Bàn Công Giáo Tử đó. Lâu quá không biết còn nhớ cái bài này hay không, cũng lâu lắm rồi. Và tôi chỉ nhớ sơ, để nhớ thì coi nếu mà có sơ sót gì thì mong quý vị cũng quan hệ cho là cái câu gì đây. Tự nhiên nó muốn quên. Để coi cái gì Bàn Công Giáo Tử thì phàm nhân bá nghệ hảo tùy thân, phàm nhân bá nghệ hảo tùy thân, tức là ở đời đó phàm nhân tức là con người đó, bá nghệ tức là một trăm nghề, có cả trăm nghề, mà bá nghệ hảo tức là có trăm nghề mà nó tốt lành đó, cái nghề mà nó nghề nghiệp lành đó, để mà mình nuôi thân của mình. Phàm nhân bá nghệ hảo tùy thân, rồi đổ bát môn trung mạc khứ thân. Đổ bát môn trung tức là giống như chỗ Đức Thầy nói là trường đổ bát á, đổ bát môn trung tức là cái chỗ mà cờ bạc đó, mạc khứ thân, ai mà đến cái chỗ mà cờ bạc rồi đó thì cái thân mạc khứ tức là mình trở thành là cái người mà là hèn mạc đó. Thành ra chỗ Đức Thầy nói là chỗ nhút dơ cũng trở thành cái chỗ đó, là cái chỗ hèn mạc lắm, mạc khứ thân. Năng xử anh hùng di hạ tiện, thường thường á, nó năng xử anh hùng di hạ tiện, nó thường thường nó biến một cái người mà anh hùng trở thành là một cái người hạ tiện. Ở đời thì ai người ta thường thường ca tụng những cái đấng anh hùng, những bậc anh hùng, nhưng mà dù anh hùng cách mấy đi nữa mà đi vô sòng bạc cũng trở thành là cái người hạ tiện thôi. Mà quả thật vậy, nếu anh em nào đã từng đi vô sòng bài thì sẽ thấy. Ở bên ngoài thì là rất là cao sang quyền quý nha, ở ngoài thì rộng rãi lắm, nhưng mà khi mà vô sòng bạc rồi đó thì họ ăn thua từ đồng, cha con vô sòng bài cũng cãi lộn, cũng cự lộn, cũng gây lộn nhau nữa. Đó, khi mà vô cờ bạc, tiền bạc là như vậy đó. Năng xử anh hùng di hạ tiện, nó trở thành một người hạ tiện, không còn cái người mà rộng rãi nữa đâu. Năng xử anh hùng di hạ tiện, dễ giao phú quý tác cơ bằng. Một cái người mà tới sòng bài rồi thì có phú quý, tức là giàu sang gì đi nữa đó, cao sang gì đi nữa đó, thì cũng sẽ trở thành là cái người nghèo thôi. Tác cơ bằng tức là trở thành người cơ bằng. Là tại vì vô cờ bạc 100 người cờ bạc thì may ra chỉ có một người thắng thôi, mà thắng một lần đó rồi thì thấy thắng đó, nhưng mà cuối cùng cũng lại thua. Thành ra cuối cùng ai tới sòng bạc cũng thua thôi. Giải vô phú quý tác cơ bằng. Simi lam lũ thân bằng tiếu. Simi tức là quần áo, simi lam lũ tức là cái quần áo thì xốc xếp. Simi lam lũ thân bằng tiếu, thì vì cái vô cái chỗ đó, quý vị thấy là mới vô thì cũng là mặc áo bỏ vô quần áo thẳng thốn, nhưng mà vô chỗ đó rồi cái người này chồm lên người kia, người kia chồm lên người nọ, rồi lấn qua lấn lại, rồi rốt cuộc hơi là quần áo đổ mồ hôi mồ kê rồi tùm lum hết, rồi cái nó xốc xếp hết. Thành ra là simi lam lũ thân bằng tiếu, ai gặp người ta thấy quần áo xốc xếp như vậy người ta cũng cười cho. Simi lam lũ thân bằng tiếu là điền địa tiêu ma cốt nhục sân. Rồi khi mà thua rồi đó thì về mới bán đồ đạc. Trước hết là bán đồ trong nhà, hết đồ trong nhà ra bán tới cái đồ ngoài giường, hết ngoài giường rồi thì bắt đầu bán ruộng đất. Mà nhiều khi cái trường hợp là đất hương quả, đất là đất của chung dòng họ anh em với nhau, và bây giờ thua rồi là cứ bán làm giấy bán thôi. Thành ra như vậy thì ở điền địa tiêu ma tức là đất cát tiêu hết, mà cốt nhục sân, cốt nhục tức là anh em dòng họ lại giận hờn với nhau. Bởi vì mình của chung mình đem bán hết rốt dục sân. Hai câu chót là hai câu gì đây, lâu quá. Cốt dục sân,
bất tín, bất tín đảng khang hương đảng nội. Nếu mà mình mà cái người mà nếu mà mình không tin á, thì mình hãy nhìn lại những cái người trong làng của mình bất tín hương đảng nội, hãy nhìn lại những người chung quanh trong làng mình đi. Cái câu chót này tôi không có nhớ là cái gì đây nè. Hương đảng nội, một lần cái câu gọi là cái kỹ nhân phú quý, kỹ nhân bằng, nhưng mà hình như không phải. Tức là mình hãy, mình muốn mình thấy cái điểm này đó, nếu mà mình không tin đó, mình hãy nhìn lại chung quanh mình coi. Có phải là những người nào mà trong làng này đó, họ là những cái người nào mà họ lam lũ làm ăn á, là họ đều khá giả hết, còn có xứng đáng hết. Còn những người trong làng này đó, đa số mà những người nghèo này là những cái người mà cờ bạc, thì chắc chắn là người nào mà cờ bạc trong làng thì người đó sẽ là cái người nghèo thôi. Đó. Thành ra là nó tóm lại đây là cái bài thơ của Bàn Công Giáo Tử. Ông Bàn Công ổng dạy con ổng, thì Đức Thầy rút ra cái ý đó để làm cái bài để mà thức tỉnh một nữ tín đồ như chúng ta vừa chia sẻ ở đây. Nó tóm lại là đối với một cái người mà tín đồ hoặc một người tu thì phải lánh xa cái con đường cao bạc này. Rồi cuối cùng Đức Thầy mới là kết luận là chi cho bằng. Cái chữ chi cho bằng là thôi bây giờ đi đó, những cái chuyện mà Đức Thầy đã kể hết, những cái chuyện mà nó tốt xấu thế này, làm cái này thì ra kết quả thế kia, đủ thứ hết rồi. Thôi bây giờ nó tóm lại đó, chi cho bằng giống như là bây giờ tóm lại. Quy y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh, từ bi giúp đời. Thôi chi cho bằng bây giờ đó thì thôi, con đã từng quy y rồi. Đã quy y thì con phải làm theo những cái điều mà con đã quy y. Con đã hứa trước Phật Đài thế nào thì con phải làm y theo lời đó. Cúi kính dân hương trước quỳnh cầu trên thất tổ chứng lòng thiện, nay con tỉnh ngộ quy y Phật, chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Như vậy thì phải là chí dốc tu hiền. Đừng có làm theo cái con đường gian ác nữa, đừng chạy theo con đường cờ bạc nữa, đừng làm theo những cái tà dạy nữa, là để mà tạo cái phước duyên cho con. Giữ lòng thanh tịnh, từ bi giúp đời. Tôi tâm đắc nhất là cái bài này, 8 chữ này đây quý vị. 8 chữ thôi. Giữ lòng thanh tịnh, từ bi giúp đời. Chúng ta thấy giữ lòng thanh tịnh là gì? Tức là chúng ta phải trao tâm luyện tánh của mình, làm cho cái tâm được thanh tịnh. Bằng cái phương tiện nào không biết, bằng cái phương pháp nào không biết, tu thiền, tu tịnh hay là tu mật gì không biết, để làm sao cho cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh á, tức là ngoại quan cảnh, nội quan hình, ngoại quan cảnh, tâm ngoại quan hình bất chấp kỳ hình. Tức là cái tâm của mình không có chạy theo cái bên cảnh bên ngoài thì nó mới được thanh tịnh. Cái đó chính là con đường tu huệ. Cái thứ hai là từ bi giúp đời. Giúp đời tức là mình phải làm những cái công tác bố thí, những cái công tác mà từ thiện, những công việc mà có giúp ích cho đời. Thành ra là ở đây đó, giữ lòng thanh tịnh là mình phải tu huệ, và từ bi giúp đời là phải tu phước. Hai cái tu huệ và tu phước, tức là hay là nói một cách khác hơn là đối với một cái phương cái pháp môn mà phước huệ song tu của Đức Thầy dạy chúng ta, dạy người tín đồ, chẳng khác nào như là một cỗ xe mà có hai bánh đều nhau thì sẽ tiến xa tiến nhanh trên cái con đường tu tập của mình. Còn nếu mà một trong hai bánh đó bị lệch đi thì nó có tiến đi nữa thì nó cũng tiến khập khểnh, không thể nào mà tròn vẹn được. Cho nên ở đây Đức Thầy mới khuyên cô nữ tín đồ này, hoặc là trong này cũng có ý dạy tất cả mọi người tu đều phải lo tu phước và tu huệ một cách hoàn toàn, song tu như vậy đó, thì chúng ta trên cái con đường tu tập mình đó, chắc chắn mình sẽ thành công. Tôi nhắc lại là ở đây kết luận Đức Thầy dạy là thôi bây giờ đó, có điều gì mà con đã từng hứa, từng quy y đó thì con phải ráng làm theo đi. Thì nhất là đã hứa tới cái gì? Là giữ lòng thanh tịnh. Có hai cái phần mà con đã hứa, đó là giữ lòng thanh tịnh, thứ hai là từ bi giúp đời. Thì phải con phải hành theo những cái điều mà con đã hứa. Kính thưa quý vị, trong cái phần mà chia sẻ này đó, thì chắc chắn là nó không
nó còn thiếu sót rất là nhiều. Mà những cái ý, mà nhiều khi ý của Phật, ý của Thầy, mình chỉ lấy cái phàm, ý trí phàm của mình để mà mình suy nghĩ, để mà mình suy luận, để mình nói thôi. Nhưng mà từ đó mình rút ra cái bài học, mình thấy cái gương nào mà cái gương tốt thì mình học, mà những cái tấm gương nào xấu thì mình tránh. Thì có như vậy thì mình mới là biết ứng dụng Phật Pháp trong cái đời sống của mình. Chúng tôi cũng xin chấm dứt cái phần mà chia sẻ cái bài mà thức tỉnh một nữ tín đồ ở đây, và mong rằng có những cái lời góp ý của tất cả anh chị em đồng đạo của chúng ta trong cái đề tài này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời Ốc Ninh Kiều ha. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Chư quý đồng đạo vừa nghe chú Tư chia sẻ qua bài thức tỉnh một nữ tín đồ. Thưa chư quý đồng đạo, A Ninh Kiều cũng xin được thay mặt đạo tràng cảm ơn chú Tư rất là nhiều. Và qua một cái thời gian để được nghe chú Tư chia sẻ, chư quý đồng đạo mình có những ý kiến gì cần đóng góp bổ sung thì xin soạn sẵn. Và bây giờ thì Ninh Kiều xin mời mình được vài phút thư giãn bằng một đoạn sấm giảng hay một bài thi văn. Thì Ninh Kiều xin mời đồng đạo mình ngồi ở dưới đưa bàn tay lên, và sau khi mình thư giãn vài phút thì mình trở lại chương trình sinh hoạt giáo lý. Mời chư quý đồng đạo đóng góp. Bây giờ thì Ninh Kiều xin được mời quý đồng đạo có mặt trong đạo tràng, những người áo cũ và những người áo mới, chú quý đồng đạo có thể cống hiến thì xin mời đưa bàn tay lên ạ. Ninh Kiều xin được mời chung nha chú quý đồng đạo. Hy vọng rằng có một bàn tay nhiệt tình năng nổ đưa lên để cống hiến cho mình được vài phút nghỉ ngơi, rồi chúng ta bắt đầu vào chương trình tiếp theo. Dạ, bây giờ xin mời chú quý đồng đạo. Rất là cảm ơn bàn tay từ bi của đồng đạo Sen Vàng. Ninh Kiều xin mời gia đình của đồng đạo Sen Vàng nha. Thưa chú ý đồng đạo, gia đình của đồng đạo Sen Vàng đúng là một gia đình rất là thuận duyên, cha mẹ rồi con cái dâu gì đọc rất là giỏi. Ninh Kiều xin được tán thán và xin mời đồng đạo Sen Vàng nhận mic. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Sen Vàng kính lễ đạo tràng và kính chào toàn thể chú quý đồng đạo thân thương. Và Sen Vàng chân thành cảm ơn cô Ninh Kiều Cần Thơ đã trao mic lại cho Sen Vàng để Sen Vàng diễn ngâm giáo lý của Đức Thầy trong buổi thuyết giảng hôm nay. Để thay đổi bầu không khí, Sen Vàng thành kính thụ ngâm lại bài giảng, bài nghỉ những ngày qua. Vậy chân thành kính mời tất cả chư quý đồng đạo đồng lắng lòng theo dõi phẩm kệ của Đức Thầy. Nam mô Đà Phật. Bây giờ ngồi nghỉ những ngày qua, lòng ta cả dạng dân trong bốn biển gặp hồi trí lạc đảo càng xa, mong sure.
tỏa trắng trong chói rạng đàn. Bóng xuê tà tà về núi ngủ, trong chân ông tàu về tuần hai. Ông hỏi khách chờ, cảnh cũ ngồi thôi quá cũ mềm. Dùng dây đỡ nâng cơn sấm chớp, nhìn qua chẳng mơ thèm. Phút chốc vui mừng cuộc trí trí, cùng nhau hiệp mặt hết sầu bi. Tình yêu càng thêm đầm, có lẽ chân nhân lúc thành thầy xúc động tâm hoài gọi. Cảnh tục sớm tu hành, giác thuyền đến bến đưa người thế, chớ đắm hồng trần Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và xin rằng thành kính đọc bài những đọc lại bài những nghĩ nghĩ những ngày qua đến đây là xin tạm dừng, và xin rằng cũng không quên chân thành cảm ơn tất cả chư quý đồng đạo đã lắng lòng theo dõi và tặng qua khích lệ cho xin rằng. Dạ, và đây xin rằng xin kính gửi nốt lại cho cô Linh Kiều. Dạ, sư giang chân thành kính mời cô nhận biết. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Linh Kiều xin được thay mặt đạo tràng cảm ơn Sen Vàng Trẻ rất là nhiều. Giọng ngâm tuyệt vời lắm, rất xúc động. Tự nhiên mình nghe mình thấy xúc động, thưa chư quý đồng đạo. Và bây giờ trở lại chương trình, thì chúng ta vẫn làm theo việc theo hướng cũ, tức là sau khi chú Tư chia sẻ rồi thì Linh Kiều xin mời sự đóng góp của chú quý đồng đạo và mời ý kiến của chú quý đồng đạo. Đưa bàn tay lên chú quý đồng đạo ơi, qua bài Thức Tỉnh Một Tín Đồ, xin kính mời chú quý đồng đạo. Dạ, con thấy bàn tay của chú Tinh Thiền, con kính mời chú. Nam mô A Di Đà Phật, xin kính chào toàn thể quý đồng đạo có mặt trong room. Bây giờ bên tôi là 2:49 rồi, gần 3:00 sáng rồi. Bây giờ cũng theo dõi sự trình bày của đạo Nguyên Tư, nói rất là đầy đủ ý nghĩa và về chi tiết về cái bài Thức Tỉnh Một Nữ Tín Đồ Bạc Liêu. Thì đây tôi xin tóm gom ý lại thôi.
để quý đồng đạo nắm vững rồi cái phần chi tiết thì Nguyên Tư đã nói rất là đầy đủ. Thì cái phần đầu, bốn câu đầu đó, thì Đức Thầy xác nhận là một người nữ tín đồ này đã quy với Phật đó, thì mong rằng phải hành theo đúng cái lời Phật dạy để nhờ ngọn đuốc huệ của Phật đó mà soi sáng con đường của mình, để đừng có bị nhiễm trần. À, này cái câu chốt là chớ nhiễm nghiệp phiền chớ đắm say, chứng tỏ rằng cô này đã bị nhiễm trần rồi, mà đã quy với Phật nhưng mà bị nhiễm trần. Thì nếu mà cô con mà bị đắm say như vậy đó thì nghĩa là con không có nên, mà phải ráng tĩnh tâm để theo phải thầy đi giữ cái hồ luận hòa, bởi vì thầy đang dẫn dắt mọi người đi hồ luận hòa đây, mà con đã quy với Phật rồi mà con bị say mê trần là không đúng, phải theo thầy mới được. Đoạn thứ ba thì Đức Thầy cho biết là cái hậu long qua này đó, chư Phật đã đến cõi ta bà này và chọn người hiền bỏ người dữ. Thì nếu mà con là người hiền nhất định là con sẽ được hưởng muôn điều hạnh phúc, mà nếu con nhiễm trần như vậy là con sẽ bị sa đọa. Thầy lại thiết tha khi hay tin con đã nhiễm trần như vậy đó, thì thầy rất là đau xót trong lòng. Vậy thì con phải mau thức tỉnh với cái lời khuyên của thầy, mà nếu con thức tỉnh rồi đó thì con chắc chắn sẽ được vào cửa Phật chen vào chứ không có sao đâu, con phải ráng thức tỉnh đi. Rồi thầy trình bày qua về chuyện cờ bạc mà con đang lãnh nhiễm đó, thì từ xưa tới giờ cái chuyện cờ bạc này không có ai mà tạo nên sự nghiệp hết trơn. Nào là thân trí cực sớm tỉnh ngộ lên đường giải thoát, lánh xa trường đồ bát chứa chiên chân, nếu lỡ cơ mô tạo bắn tần, thân trí cực nợ lần không chẳng dứt. Thì nói là tỉnh toàn sắp đi tới kết luận thì thầy nói rằng cái chuyện nhiễm thần ham mê cờ bạc con nó không có lợi ích gì hết trơn rồi, biết bao nhiêu người hay gì đó phải bơ vơ sự nghiệp hết mà gia đình tan nát nữa. Thì thôi bây giờ con kết luận là con đã quy y với Phật rồi, thì bây giờ là con trở lại tu là phải giữ cái lòng thanh tịnh và từ bi giúp đời. Thầy chỉ một cách rõ ràng và thật là sáng suốt trong cái bài này, tuy nó ngắn gọn nhưng mà đầy đủ cái ý nghĩa để thức tỉnh một người đã lỡ cơ làm lạc, đã quy y Phật mà đã làm lạc rồi, thì thầy khuyên nên theo thầy. Mà nếu mà theo thầy đi dự hội, nếu mà được như vậy thì sau này nhất định là sẽ được thành công kết quả. Thì mình nghĩ rằng mình không nắm vững cô này là ai, nhưng mà theo như vậy đó thì cũng là cái tốt, bởi vì thầy nói là trở lại quy y thì khá là mi, mà giữ lòng thanh tịnh tự quy giúp đời. Thì như vậy là chắc lẽ là cô này cũng thức tỉnh được chứ không có đến đâu nào. Hay nếu thức tỉnh được thì nhất định là cô ta sẽ được là lo gì của Phật chẳng chen vào, nếu mình mà thức tỉnh tu hành. Nam mô A Di Đà Phật. Thì cái bài này là nói coi như là nói dạy chung cho tất cả mọi người đã quy y với Phật rồi, chẳng cần dạy nữ mà ngay cả người nam cũng vậy, cũng phải lấy cái bài này làm cái bài học chung. Chứ thật sự trên bước đường dài đó tu đó, nhiều khi nó bị thối chuyển, bị sa ngã, nó hệ thối chuyển sa ngã thì mình sẽ chìm đắm cái chốn nghe hà. Còn nếu mà đã quy với Phật theo thầy tu thì nhất định là mình sẽ đi đến hậu long qua mà thầy đã khai mở cái hậu này. Thì như vậy là nếu chúng ta một đời một đạo đến ngày chúng thân thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt đẹp theo như lời Đức Thầy đã chỉ dạy. Nam mô A Di Đà Phật. Bữa nay là phải nhận hình những từ về trình bày. Tuy quý vị thấy không là đâu cần phải thuyết trình cho nhiều, nghe một cái bài thơ Đức Thầy vậy mà mình diễn đạt được ý mà đồng đạo hiểu biết được đó, cái đó nó quý vô cùng. Chứ nhiều khi mình nói một cái đề tài mình nói rộng quá, người ta nói riết là thành ra cái lời của mình không, mà nó không hẳn là lời của thầy nữa. Còn bây giờ một đem một bài thơ thầy ra mà diễn đạt cho nó, khi ta hiểu được rồi thì nó biết lời dài thầy như thế nào, và khi hiểu rồi thì đem ra áp dụng. Nên cái đó là điều là rất là quý báu. Nam mô A Di Đà Phật. Mời Đức Kiều ha. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn những lời đóng góp của chú Tịnh Thiền. Và bây giờ Ninh Kiều cũng thấy một cái câu rất hay của Hoa Sen Dân Giả, không biết phải không, Ninh Kiều đọc gì đúng không? Hay là Đàn Đa, không biết nữa. Hoa Sen ơi, có đọc sai đừng có buồn nhé. Dù có lầm lỡ
thì quay lại đừng tránh dẫn thiệt, tu có giải thoát. Nếu nên dù có nghe ai lỡ một lần sa ngã, chúng ta đừng nên lôi cái lỗi đó ra mà dèm xỉm khi người đó đã ăn năn theo thiện nghĩ. Thì đây cũng là một ý hay. Ai mà không có một phút yếu lòng, ai không có một lần lầm lỡ, điều quan trọng là người ta có hối cải. Hối cải có nghĩa là bỏ cái cũ và làm lại cái mới, làm cái điều tốt lành hơn, chứ không phải hối cải để được tha thứ rồi lại dính vào nữa. Thưa chư quý đồng đạo, cái điều mà mình ăn năn sám hối nó rất là quan trọng. Chúng ta sám hối có nghĩa là chừa bỏ, phải không? Theo nên kiều nghĩ cũng là cái thiện nghĩ của mình. Nếu như mình sai mà mình biết chừa bỏ, mình biết đó là sai thì mình cũng chưa có sai, chư quý đồng đạo. Cái điều quan trọng á, là mình khi mình làm sai mà mình cứ tưởng rằng mình làm đúng đó, cái đó mới đáng sợ. Chứ còn nếu như mà mình biết làm sai, mình biết đó là điều lỗi, rồi mình chừa, mình sám hối có nghĩa là mình biết sai rồi, mình bỏ cái điều đó không thể làm lần nữa một lần nữa, thì cái đó là điều quá tốt. Chúng ta ai mà không có những lần sai, thưa quý đồng đạo, mình còn là con người. Vì vậy cho nên không có thể thấy rằng cái lỗi, cái sai của mình hoặc của người khác mà mình cho rằng người đó sai. Thì cái này, cái ý của Hoa Sen rất là hay, nên Kiều rất là đồng ý. Và Hoa Sen dân giả, rồi mọi bàn tay của Hoa Sen dân giả cũng như chư quý đồng đạo trong đạo tràng, mình có còn ý kiến đóng góp gì trong cái đề luận của chú Tư qua cái bài qua bài thức tỉnh nữ tín đồ, thì xin kính mời chư quý đồng đạo đưa bàn tay lên.